Nhiệm vụ 3, hai bạn sẽ cùng di chuyển đến địa điểm shop hoa số 16 Cách Mạng Tháng 8 để cùng nhau cắm một giỏ hoa. Lưu ý trong suốt quá trình phải luôn nắm chặt tay nhau, tình cảm thể hiện những hành động lãng mạn quan tâm nhau. Phải. Nhìn đi. Đây, bắt đầu vào những cái hoa này. Từ từ. Đây. Không, nắm từ từ. Đưa lên cầm với. Kỳ cục quá đi. Cầm như này thì không được rồi. Cầm sâu vào. Được, khi nào cắm hoa mà tự nó sẽ tự động nó sẽ đổ ra như này. Cắm hoa khó đấy. Cắm này gì ở ngoài đúng không? Không phải cắm bên trong đâu. Được, cắm như ngoài mà. Rồi, bây giờ lấy tiếp. Trước giờ thì Bảo Hân cũng đã từng được học cắm hoa rồi. Tại vì là học nghề ở cấp 2 thì Bảo Hân có được học cắm hoa. Để mà cắm hoa thật sự thì hôm nay mới được trải nghiệm cùng với Quang Anh. Và lần đầu thì mình cảm thấy cũng hồi hộp. Với lại là lúc mà cắm thì nói chung là Bảo Hân rất là tự tin về gu thẩm mỹ của mình. Nên là Bảo Hân cứ làm theo những gì mà mình cảm thấy đẹp, cảm thấy muốn cắm vào đâu thì mình cắm thôi. Với những cặp đôi khác thì mình không biết, nhưng cặp đôi của mình là như thế. Lúc đầu chỉ quan tâm đến mục đích mình làm, mình phải làm cho ra bằng được. Sau đấy thì bắt đầu mới quan tâm đến nhau xem là có ổn không. Cắt từ từ. Phải đo đấy. Ở dưới này thì cắt thấp thôi. Sao đấy, gai à? Đây, cầm cho. Đưa đây. Những cái lúc mà Bảo Hân cầm hoa hồng mà bị gai cắm vào tay thì Quang Anh cũng có quan tâm hỏi là có sao không, thế này thế kia. Nhưng mà tại vì là Bảo Hân không thấy gì, là tại vì bình thường là bạn Quang Anh cũng quan tâm Bảo Hân như thế, nên là Bảo Hân thấy bình thường kiểu quen rồi. Ê, hoa hồng này không có gai. Ở bên này vẫn còn nhiều sốt quá, nhìn xấu quá. Ê, lẩm chởm hay sao ấy? Thế á? Ừ. Anh không thấy lẩm chởm lắm. Đây. Rồi, sao? Hoan hô. Mình thấy cái thành phẩm của mình và Hân cắm hoa có khi còn đẹp hơn cả mẫu. Bởi vì là lúc đầu thì hơi khó khăn một tí, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Vì là đưa cho mình mỗi một cái giỏ xong rồi tự cắm, không biết là bắt đầu từ đâu cả. Thì cùng hai đứa cùng nghĩ rồi cùng quan sát xem thế nào là đẹp. Trong việc cắm hoa đấy thì Hân lại là người mà dẫn dắt mình. Cái là Hân là một người, Hân sẽ bảo là cắm cái nào rồi cắt thế nào. Nhưng mà mình thấy không đẹp thì mình cũng sẽ bảo là không đẹp, và mình sẽ rút ra cắm lại. Thì bọn mình hỗ trợ cho nhau, bọn mình tình cảm với nhau trong việc cắm hoa đấy. Thì mặc dù là chưa tình cảm lắm, nhưng mà thôi, dù sao thì mình vẫn vui rồi. Những cái giây phút làm việc cùng Quang Anh thế này thì Bảo Hân cảm thấy cũng
cả mối quan hệ của cả hai cũng được thân thiết hơn, gần gũi hơn và có nhiều thứ để chia sẻ với nhau hơn. Ê, chụp ảnh đi, chụp ảnh với bông hoa đi. Rồi. Đẹp hơn cả mẫu luôn. Thật đi. Xem thiếu cái gì nhỉ? Là thiếu gì nhỉ? Thiếu tình yêu, thiếu tình yêu. Vậy là chúng mình đã hoàn thành xong cột mốc thứ hai là cắm hoa. Ui, bây giờ chúng mình sẽ đến với sao em không hỏi anh làm sao đấy? Vì em biết là anh làm trò mà. Anh thì đau thật, anh chẳng lên được. Con trai chả có gì đau à? Ừ rồi, thì thôi. Trái tim anh phải dỉ máu. Lên. Trái tim anh dỉ máu. Thật sự nếu mà con anh có làm sao đấy hay là kể cả cái việc cô Hằng đâm vào tay thì Bảo Hân nghĩ là Quang Anh nên mạnh mẽ một chút. Mặc dù Bảo Hân có quan tâm đến Quang Anh nhưng không phải lúc nào cũng Bảo Hân cũng kiểu ơ có sao không. Này, tại đấy là con người của Bảo Hân. Kể cả yêu hay là bạn thì vẫn luôn có giữ được cho mình một cái sự lạnh lùng riêng, cái cách quan tâm riêng, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải bộc chộp kiểu quá lên với người ta. Mình mong muốn là có nhiều đoạn tình cảm hơn nữa. Bởi vì thực ra mình cũng muốn Hân mở lòng ra hơn nữa. Nhưng mà với mình thì Hân hơi bị nóng tính một tí. Cột mốc thứ ba chúng mình sẽ công khai tình yêu với công chúng. Nghĩa là chúng mình sẽ cùng mặc áo đôi và cả hai sẽ cùng công khai và nắm tay nhau suốt quá trình đi siêu thị, mua những nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị nấu món ăn mà đối phương thích. Là giá này với số tiền cung cấp là 200.000 đồng. Được. Có gà rán ấy, một cánh gà. Có gà rán ấy, cánh gà. Nhưng mà nấu món ăn anh thích đi. Hôm nay mình ăn gà nhiều rồi mà. Tại sao em phải nấu mà không phải là anh? Ừ, thì lần nấu món ăn của anh thích ý. Ừ, anh thích anh em mình nhá. Không. Phải nấu cả hai, phải món cả thế hai. Thế món gì? Nghĩ đi. Thôi giờ đấy thì tính. Nhà anh đây hả? Wow. Thơm thế. Em vui không? Vui. Tủ lạnh có gì ăn không? Đi chợ chưa? Em thích màu hồng. Anh có thích màu hồng. Ê, thử luôn đi. Thử nhé, thử mặc luôn. Ai phải mặc để đi siêu thị mà. Phải thay chứ. Ừ. Ui. Xịn lắm. Ừ. Màu này xinh không? Xinh. Ra trước giờ để mà nói về việc mặc áo đôi và việc công khai tình cảm thì Quang chưa. Nhưng mà Quang có mặc áo đôi với áo cặp với cả bạn thân của Quang là con gái. Nên là với mối quan hệ lần này với Bảo Hân và với cái áo cặp này thì Quang lại thấy là mọi người nhìn mình khá nhiều. Chắc cũng bởi vì là mọi người nhận ra nữa nên mọi người mới nhìn. Còn ví dụ như nếu như Quang Anh vẫn chưa đóng phim Về Nhà Đi Con, Quang Anh vẫn chưa được khán giả yêu thích, yêu mến, cũng như là Quang Anh chưa được khán giả ship cặp với Bảo Hân, thì đấy là một điều Quang Anh nghĩ là bình thường. Còn đến bây giờ thì Quang Anh thấy là đấy là một, cũng là một màn công khai thật sự là ngoạn mục rồi đấy.
Thực ra Quang Anh trong siêu thị của anh rất muốn nắm tay Bảo Hân, bởi vì cũng một phần là do yêu cầu của thử thách đề ra, và một phần là do Quang Anh muốn là Bảo Hân sẽ phản ứng thế nào. Nhưng mà thực sự là đến bây giờ thì Quang Anh vẫn nhận ra là Bảo Hân vẫn là một cô nàng rất bướng bỉnh, và cái tô của bạn ấy rất cao, nghĩa là bạn ấy không thích nắm là bạn ấy sẽ không nắm. Thì Quang Anh thấy là thôi thì dù thế nào thì vẫn là chỉ là một ngày thử yêu, và cảm xúc của Bảo Hân thế nào thì vẫn là do Bảo Hân lựa chọn. Khi mà đi trong siêu thị cùng với Quang Anh mà có rất nhiều người nhìn thì mình rất là ngại. Ngại là vì mình chưa thật sự có tình cảm với Quang Anh. Vì nếu mà mình nghĩ là khi mà mình yêu một người thì mình sẽ không ngại làm những điều đấy. Nhưng nói chung là lý do lớn nhất mình nghĩ là ngại, tức nghĩa là chưa đủ cảm xúc để mà muốn được thân thiết đến thế. Ôi bẩn thế, chết rồi. Ê anh đặt cơm đi, em đi ngủ ấy. Không. Làm gì? Đặt cơm đi, rửa gạo, vo gạo đi. Lần nấu hết chỗ đấy, cơm đấy gì? Ừ, cứ nấu hết đi, thừa thừa còn hơn thiếu. Nhiều cơm cực. Cứ đặt hết đi, thừa còn hơn thiếu. Dạo này chả biết nấu nhiều nước hay ít nước luôn. Lấy trên cái gạo khoảng tầm 1.5 ngón tay thôi. Sợ ít. Cứ để 1.5 đi. Được chưa? Đâu? Mang ra đây. Mang ra đây. 1.5. Đây. Này. Thêm một tí thôi. Tí á? Nhưng mà vo gạo gì mà bẩn, nước vẫn chưa trong đâu, phải vo thêm đi. Nước này trong rồi. Nước đục lắm, ăn cơm bẩn đấy. Đây là nước siêu trong rồi ấy. Nước siêu trong khổng lồ luôn rồi ấy. Thật ra với Quang Anh thì Quang Anh không hề biết nấu ăn giỏi đâu. Khi mà Bảo Hân bắt Quang Anh là ăn cơm đi, rồi Bảo Hân buồn ngủ, rồi Quang Anh nhặt rau, luộc rau, nhưng Quang Anh không biết làm gì cả. Chạy đi. Nghỉ một tí không cho nghỉ. Đi cả ngày đó cẩn chân. Tí đã bóp cho. Không cần. Sao? Đấy, nước sạch mà. Còn cơm thui. 1.5. 1.5 ở đấy. Đo đi. Đo. Rồi chuẩn luôn. Wow. Bấm nút nào ấy nhỉ? Bấm nút khúc. Rồi. Không phải nhặt rau đâu cơ. Không phải nhặt rau đâu. Rau đấy nhặt sẵn rồi. Nhặt chưa? Ừ. Thật à? Ê, này nhặt chưa? Không biết. Trời đất, thịt thần ơi. Ra ướp gà đi. Ướp gà nhanh mà. Luộc rau đi. Bây giờ đang phải nhặt rau đã. Tranh thủ làm luôn đi. Cứ làm mấy phần đấy đi, rồi tôi làm phần sau. Tôi nào? Tớ hôm nay thì vừa đi siêu thị lên. Kiểu thì Bảo Hân mệt quá, Bảo Hân nằm ngủ. Thì có bảo Quang Anh là Quang Anh đặt cơm này, xong Quang Anh còn luộc rau. Nhưng mà khi mà mình, trong khi mình ngủ thì Quang Anh vẫn loay hoay với cái nồi cơm. Mãi vừa mới đặt được nồi cơm thì Bảo Hân cũng rất là sợ Quang Anh không làm được gà với mề. Thì
Bảo Hân dạy giúp đỡ Quang Anh, tại vì là chỉ nhờ Quang Anh đặt cơm thôi. Ê, gà có phải rửa không? Không. Điêu. Có. Rửa như nào? Buồn ngủ quá. Hôm nay còn mơ thấy mấy cái cười buồn cười. Rửa như nào? Chị ơi, không biết làm gì cả. Đây, rồi. Thì đi nhặt rau đây. Nhặt rau đi. Nhặt như nào, nhặt như này được chưa? Rau này nhặt sẵn rồi. Không hiểu à? Luộc cờ vào đó đi à? Cắt bớt phần dưới đi thôi, nhặt sẵn rồi mà. Thế yeah. Đi gọn sang bên cho người ta còn nấu chứ. Có bát ô tô không? Có. Lấy hộ vậy. Lấy hộ ý. Hai cái nhá. Một cái thôi. Để từ từ lấy khăn lau đã. Thiếu chuyên nghiệp. Nào, rau để vào đây thì người ta rửa gà thì rau tanh hết à? Gà chưa chiên được, phải ướp một lúc. Đồ hào. Anh vẫn tin là bạn ấy sẽ nấu ngon, và đúng là bạn ấy trổ tài nấu nướng thì không tệ. Những món bạn ấy ăn nấu rất ngon, và những món bạn ấy nấu thì thực sự là hợp khẩu vị của Quang Anh. Quang Anh với cả Bảo Hân thì đều là một người ăn rất là ngọt, thì cái khẩu vị của Hân và Quang Anh thì khá giống nhau, và ăn rất là hiểu nhau, rất là hợp nhau. Còn trong cái việc mà Hân bắt Quang Anh làm nhiều thứ, nhưng cuối cùng Hân cũng ra Hân làm, thì Quang Anh thấy chắc là do bạn ấy muốn thử mình xem mình có biết làm gì không, nhưng mà cuối cùng mình chẳng biết làm gì cả, mình chỉ biết đứng ở bên thôi. Bình thường Bảo Hân ở nhà thì Bảo Hân không bao giờ phải nấu nướng gì cả. Và cũng không phải là không thích việc nấu ăn, tại vì khi mà mình tự làm một món gì đấy thì nó sẽ hợp với khẩu vị của mình hơn. Mình thích thế nào thì mình làm như thế, nhưng mà thực sự Bảo Hân không thích vào bếp lắm. Tại vì hoặc mẹ Bảo Hân rất là chiều, nên là Bảo Hân không bao giờ phải nấu ăn ở nhà hay là làm gì cả. Ê, sợ gà không mặn thì lần nữa chấm. Chấm mà, chấm ớt mà. Ê, được chưa? Được rồi đấy. Cho rau vào nhá. Ừ. Cho hết à? Cho hết. Hết đúng này thì ăn kiểu gì? Cho đi. Đúng không ạ? Thì rồi đấy, tắt đi tắt đi. Đấy, tắt đi. Em không biết là ăn được rau chưa cơ. Ăn thử đi. Đúng rồi. Ồ, chín chưa nào? Không. Ảo ơi. Bắn vào tay luôn ấy. Nó bắn không đỡ luôn. Trước đây thì Bảo Hân chưa bao giờ cùng với Quang Anh nấu ăn, hay là Bảo Hân nấu cho Quang Anh ăn, hay là Quang Anh nấu cho Bảo Hân ăn cả. Thế nên là Bảo Hân cảm thấy là nó cũng là một trải nghiệm rất là thú vị. Hôm nay thực ra là mình mới được kiểm chứng Hân nấu ăn. Bởi vì trước đấy thì mình mới chỉ nghe Hân nói thôi, còn không biết là cái tài của bạn ấy đến đâu. Ngon quá. Ôi, hoa lạng luôn đấy. Thế á? Thế. Mời cả nhà mình nhá, mời em ăn nhá. Ừ. Nhớ đau bụng bây giờ. Đau bụng bây giờ. Đừng ăn nữa. Ôi nhưng mà. Ê gái. Không, ăn miếng nào. Ăn miếng này ngon lắm. Ăn miếng nào nhỉ? Ăn ra trong nhận xét. To. To thì cắn ra. Ừ. Ừ. Sao? Ngon. Giỏi không? Quá giỏi. Thế này thì không sợ chết rồi. Ngon mà. Ừ. Làm sao vậy nhá? Sao rồi bà bảo, bà sẽ bảo tôi mình nấu cả cậu ấy. Đố ăn đấy. Ăn. Rau này nhặt sẵn rồi. Không hiểu à? Luộc cờ vào đi nào. Cắt bớt phần dưới đi thôi, nhặt sẵn rồi mà. Thế yeah. Đi gọn sang bên cho người ta còn nấu chứ. Việc mà Quang lúc đầu Quang định nhặt rau ấy,
là quay đã định nhặt rồi, bởi vì quay không nghĩ là nó sẽ cho cả cọng vào như thế đâu và cho rất nhiều như thế. Nhưng Hân bảo thế kệ cứ cho vào đi, thì đúng là khi mà vớt lên thì phải rút kinh nghiệm rất nhiều, lần sau quay sẽ không nghe Hân. Em mì ngon không, hỏi thật đấy? Ngon nhưng hơi cứng. Mì mà. Ừ, nhưng mà nó giòn ý. Trong những món ăn thì có lẽ là Quang Anh thích thích nhất vẫn là món gà rán. Còn cái món mề của Hân thì Quay không thích ăn những đồ dai và giòn và cứng như kiểu mề. Còn món rau muống của anh luộc thì nó hơi nhũn. Không ăn rau à? Chứ nhỡ muốn có gia đình ấy thì là một người đàn ông thì nên giúp đỡ vợ. Giúp từ đầu đến cuối mà. Ừ. Nhưng mà phải giúp một cách có tâm, hiểu không? Ừ. Có tâm đi chợ thì cầm hộ này, cầm tiền hộ này. Việc đấy anh đưa cho em cũng làm được mà. Xong rồi anh lau bếp dọn dẹp xem có đứa nào rửa sạch nhanh không. Quá sạch. Anh đứng bên cạnh anh còn động viên nữa. Cố lên, sắp chín rồi. Động đấy, động viên cái chảo chứ không phải động viên em đâu. Động viên em vì em bị bắn, em cứ nhảy tưng tửng lên. Giòn nhỉ. Sau này mà lập gia đình thì chỉ muốn có một người có thể giúp mình làm canh rau muống luộc và thịt kho tàu ngọt mỗi ngày, hay thôi ngày nào cũng ăn được. Anh chán đấy. Anh thử rồi. Một tuần thì kho tàu là anh chán, nhưng mà bỏ một ngày xong hôm sau lại thèm. Tự nhiên no quá không muốn ăn nữa. No nhỉ? Ừ. Mà lại đâu? Dọn nhá. Được rồi, ta đang ăn, cứ dọn. Nếu tôi rõ lắm mà. Không muốn bỏ thế này. Trong cái lúc mà em nấu ăn thì anh có vấn đề gì không? Có cần tính em có gì không thích này, hay là nói chung điểm cộng với điểm trừ thì như nào? Thật ra điểm cộng là em nấu ăn rất ngon. Ừ. Nhưng mà điểm trừ là em để anh phải alone khoảng 15 phút. Alone là gì? Cô đơn. Ừ, cô đơn 15 phút lúc nào? 15 phút lúc em nằm ngủ. Lúc vo gạo á? Người ta nghỉ, người ta đứng. Nhưng anh không biết làm gì cả, thì anh gọi em ra thì cuối cùng em cũng ra. Ừ. Thì nhưng mà điểm trừ là em hay có bản lại. Ừ. À, hay có bản quá. Đúng. Xong rồi em cũng hay ví dụ như kiểu tập trung quá vào công việc thì em sẽ không quan tâm đến anh. Ừ, đúng rồi. Lúc nào cũng thế mà. Ừ. Người ta phải đặt những cái gì lớn hơn trước đúng không? Về cứ mãi nắm tay với cả ôm thì lấy đâu ra đồ ăn để ăn đúng không? Người ta phải tập trung vào thì mới có những món ngon. Ừ, rồi tạm chấp nhận. Cái thứ hai là anh cũng tự nhận là mình chả làm được gì. Ừ. Ngoài việc là nấu cơm rất ngon. Ừ. Luộc rau thì hơi nát một tí. Nấu cơm ai hướng dẫn đấy? Nấu cơm anh tự mà. Nói thật cho 5 giây suy nghĩ. Nhưng mà anh 5 giây chưa hết. Em có nhớ là anh mang nước ra xong em lại bảo đổ hết đi vo tiếp không tí nữa. Tại vì ra. Nó vẫn còn quá đục. Ừ, thì anh đổ lần hai, anh rồi đổ xong anh không mang ra. Ai hướng dẫn là mức nước như thế nào? Anh có đo đâu. Anh chỉ đo một tí thôi. Cái này thì không cần phải nói vì tất cả mọi người đều thấy. Ừ. Là anh cũng không đo lắm đâu. Ừ, anh không tự nấu mà. Ừ. Anh còn tự bật tắt đi bật lại nhá. Ừ, lần hai cơm rất là ngon. Mỗi tội là anh đã bảo là để anh nhặt rau. Nhưng mà em lại bảo không. Với công ước. Tiếp. Tại vì anh cũng tự nhận ra là anh đoảng ở chỗ nào rồi nên là em không nói nữa đấy. Thế còn gì đâu, ô thế thôi á, tức là anh nhận ra được điểm yếu của mình thế thôi á. Chỉ có thế thôi mà, còn lại thì không có gì cả. À từ từ để anh nghĩ xem. Ta đi siêu thị thì cứ kiểu cố nắm tay các thứ để làm gì đâu. Cho đấy đông người. Thế nhưng mà đấy là cũng là do em là không hiểu người yêu đúng không? Thực ra là anh cũng đã chia sẻ rồi, là anh cũng biết là cả anh và em là đều là những tuýp người không muốn công khai. Anh hiểu. Dù thế nào thì tức là anh cũng biết là mọi người nhìn thấy mặc áo đôi rồi. Tức là lúc đấy anh cũng thấy, nhưng mà anh đang thấy là mọi người nhìn là bởi vì mọi người nhận ra chứ không phải mọi người soi đâu. Với cả lúc mà anh
kiểu cứ quá cố phải kiểu giúp em, kiểu cầm cái này cầm cái kia, cái đấy là em làm được, anh không nên, không nhất thiết phải như thế, hiểu không? Trong yêu bình đẳng, bình đẳng. Thích nhưng anh có làm cho ra trò đâu. Anh làm ra trò mà. Vừa kéo cái đấy vừa đi như này khổ, khổ ơi là khổ, sao còn còn cãi. Vì người ta kéo được thì để người ta kéo. Thì mình phải bình đẳng đúng không? Em cũng bị cứng đầu quá. Đúng rồi, tại vì bọn mình không hợp nhau mà. Bọn mình không hợp nhau mà. Hợp mà. Không hợp. Hợp mà. Không hợp. Cũng hợp một vài chỗ. Thế thực ra em cũng bị mạnh mẽ quá. Không phải mạnh mẽ mà là cứng đầu. Anh thì anh yếu đuối quá. Không. Lại không. Tính đến thời điểm hiện tại thì buổi sáng gặp cho đến bây giờ thì anh thấy là đúng là cũng có khác. Nghĩa là những cái gì mà mình suy nghĩ về bản thân trước đây mình chưa biết thì cũng đều đã rõ rồi. Về con người của bạn ấy vẫn luôn là một người rất là cục cằn, bạn ấy vẫn luôn là một người rất là thẳng tính. Thì Bảo Hân vẫn luôn giữ như thế. Quang Anh cũng biết Thừa Hân là một người rất là lạnh lùng. Hay nói ra thế thôi, nhưng mà bên trong hay là hoặc là những cái công việc thật sự cần thiết thì lúc nào Quang Anh cũng được nghe. Thì Hân nghĩ là chắc là chỉ có hai người hiểu thôi, tại vì là hiểu nhau nên là những cái thứ mọi người bên ngoài nghĩ thế nào hay nhìn vào như thế nào thì có thể Hân với cả Quang Anh không quan tâm cho lắm, tại vì là tình cảm giữa hai đứa thì hai đứa hiểu. Đến bây giờ thì Quang Anh vẫn chắc chắn là sẽ tiếp tục muốn hẹn hò với Hân đến cuối, bởi vì là mình đã lựa chọn thì tại sao mình lại bỏ cuộc giữa chừng. Bản thân Quang Anh thì vẫn cứ muốn thử và vẫn muốn chinh phục xem cô nàng đó cần gì, điểm gì ở mình.